Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt. Yeah. Please say any negative. Cấu tạo cửa thép chống cháy gồm 5 bộ phận như sau. 1. Cánh cửa gồm 3 lớp. Bề mặt ngoài cùng được tạo nên bởi 2 tấm thép mạ kẽm, có độ dày từ 0,7mm đến 1,2m, phủ sơn tĩnh điện chống han rỉ, có khả năng chịu lực và chịu được nhiệt cường độ cao. Thép tấm được làm cánh phẳng hoặc được dập tạo hình pano cho mẫu cửa thêm đa dạng cho thiết kế trong không gian nội thất từ hiện đại đến cổ điển. Lớp lõi ở giữa là lõi chống cháy, được tạo từ chất liệu honeycomb paper hoặc tấm Aron hai mặt. Ở giữa kèm rockwool, bông thủy tinh chuyên dùng để cách âm, cách nhiệt tạo độ cứng. Lớp lõi chống cháy sử dụng để ngăn và giảm bức xạ nhiệt của đám cháy truyền qua mặt bên ngoài của cánh cửa. Khung xương cửa thép được làm bằng thép U và thép hộp nhằm tăng độ cứng chắc chắn cho cánh không bị cong vênh. 2. Sơn bề mặt. Nước sơn được xử lý phốt phát hóa, tẩy dầu mỡ và rỉ sét trên bề mặt thép. Điều này giúp đảm bảo bề mặt cửa luôn ở trong trạng thái tốt nhất, tránh sự trầy xước và cho tính thẩm mỹ cao. Màu sơn được xử lý tại phòng sơn tĩnh điện, có nhiều màu sắc được lựa chọn phù hợp cho nhiều không gian nội thất thiết kế. 3. Khung cửa. Khung cửa thép chống cháy được làm từ chất liệu thép cán nguội với độ dày từ 1,2 đến 1,5mm, giúp chịu lực tốt, có khả năng bám chắc trên tường và hạn chế tình trạng lỏng bảy lề, xê lệch cánh cửa. Cánh cửa được đóng mở, êm, dễ dàng. 4. Ron cao su chống cháy. Ron chống cháy có tác dụng sẽ bít kín toàn bộ khe hở giữa cánh và khung bao. Khi nhiệt độ tăng, nó sẽ nở ra ngăn không cho lửa và khói thoát ra ngoài. 5. Phụ kiện. Cửa thép chống cháy thường đi kèm với một số phụ kiện như tay co thủy lực hay còn gọi là tay đẩy hơi, khóa bản lề, tay nắm cửa. Phụ kiện lựa chọn thêm như chốt cửa, chốt âm cho cánh đôi, mắt thần, tay nắm cửa, chuông điện, kính cường lực chống cháy, thành thoát hiểm đơn, thành thoát hiểm đôi, door seal, thành chặn cửa phía dưới. Hiện nay, Sài Gòn Door mang đến cho khách hàng 4 lựa chọn chính bao gồm cửa chống cháy 60 phút, cửa thép chống cháy 70 phút, cửa thép chống cháy 90 phút và cửa chống cháy 120 phút cao cấp. Cửa chống cháy được sản xuất đạt theo tiêu chuẩn của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Bộ Công an và được cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện cửa chống cháy để cung cấp ra thị trường. Cửa chống cháy bao gồm cửa thép chống cháy, cửa thoát hiểm là một trong những sản phẩm cần thiết ngăn cháy lan, ngăn khói khi có một đám cháy nhỏ xảy ra và chúng ta có đủ thời gian để di chuyển tài sản và chạy thoát nạn. Cửa thép chống cháy không những là sản phẩm bảo vệ tính mạng con người khi có cháy xảy ra, bảo vệ tài sản chống trộm cắp cho ngôi nhà của bạn và các thành viên trong gia đình, mà nó còn là điểm nhấn tô đẹp thêm không gian nội thất. Để biết thêm thông tin chi tiết về cửa thép chống cháy, mời quý khách liên hệ với hệ thống siêu thị cửa Sài Gòn Door và các đại lý trên toàn quốc.